42 tuổi đó. Năm nay 42 tuổi. 42 tuổi đó. Vâng. Ừ. Anh Huỳnh có nói được không? À, có ạ, nói tí tí thôi nha. Đâu? 468 ạ. Chứ anh sinh ra là bị vậy à? 92 ô vậy tình à. Vì chị thôi thoải quay nói cái đấy tên này mai vào nói luôn tên vâng à. Chỉ là chừng thì nói lên thôi thoải nhớ luôn hôm nay trong kia bông thủy nhỉ bông thủy mà anh ở nhà mình nước này vâng à. Ông thì ông thủy ngày xưa sáng phó đấy của giống ông này là cũng giống ông ấy là gì cả ngày nào hắn như thèm bồ ông thủy à anh Huỳnh có biết ai đây không không biết là cháu không biết à ông thì cái gai đây là cha thường nhé cha thường cha thường đến đây được không cái anh thì là bây giờ là hả bắc nam bắc nam bắc nam à, bắc ông nam ông nam chứ anh ông nội anh đây đấy à to to đấy dạng bầy mình đi ra ngoài cái xe đang nhỏ này này có còn cái nhỏ không nhỉ còn cái nhỏ đi cái này to đúng không đồng chí này nhỏ lắm thôi lấy cái to cái nhỏ đi cái đổi cái đổi nhỏ mà cái sinh ra bình thường đấy chứ vâng vâng tức là mấy năm sau bị sốt rồi đấy đó 5 tuổi bị nhưng mà bây giờ mọi cái sinh hoạt là mẹ phải lo hết à lo hết chú gọi lúc nào thôi hết vâng vâng từ ăn đến giấc cơm nước thuốc tôi phục vụ hết vâng phải phục vụ hết nặng mà này nó thật chứ nó thật cái anh giết xã đi phải cả xã đi cả tỉnh chứ mày nặng mà thôi à. Mà lương cũng bằng cái người đang đi mằn biết bình thường à. Có 720 mà tôi mang đi một mô răng một răng mà nhất thời chính hóa mà răng lương không rứt thôi chứ mẹ nó cấp nó cấp thế thôi nó cấp như thế thôi mà vũ đi đi mua nặng nhất mà cái người bình thường đang đi làm một ngày bảy trăm đồng này thừa hòa cũng nói thế con đâu có phải ăn theo quy định đây, từ 6 đến 20 tuổi một mức mà đối tuổi những người đang đi làm được đang đi làm thuê thì thằng mấy trăm mà thằng mà tôi cũng có bằng người cao tuổi người cao tuổi có nghĩa là người ta ta quy định cái mức độ tuổi mà cái này là theo cái quy trình đó từ trên xuống dưới không phải là ta cái sản được không bác là mẹ cháu à? Mấy chục năm nuôi con chứ nên chỉ được chỉ đa con đúng là trong môn bọc bóng bên à. Đi ngoài thì ăn uống phục vụ. Bây giờ bác này đây là bên cha thường vâng. Là bên đạo thì chú giáo vâng. Mà cha là bây giờ đang chủ tịch Caritas Thanh Hóa bên vâng. Cái đội từ thiện bác ái vâng. Thì lâu nay là anh em chúng tôi là cũng anh Nam đây là bây giờ chủ tịch hội bảo trợ khuyết vâng. Tật huyện à, thì tôi là phó vâng. Thì anh em kết nối với lại chỗ được giới thiệu của cha thường vâng. Cùng với lại cái Caritas Thanh Hóa cho vâng. Nên là cũng đi từ bi bác ái thì nghe vâng. Cái thông tin là gia đình nhà mình có cháu nó vâng. Như vậy vâng. Thì hôm nay là cha cũng rất là thương vâng. Quan tâm đến quê hương vâng. Thương vâng. Tiếc thì cha có về cha vâng. Cho cháu cái xe lăn vâng. Thì đó cũng giới thiệu với bác về thì đấy thì nói chung là đây là bên công giáo đây là cha người ta hay nói là cha đạo đó vâng. Không biết bà có bao giờ bà nghe thấy nói là cha đạo không nó có nghe rồi vâng có nghe rồi cái vâng. Trên chú giáo thì người ta cũng không phân biệt giao dương giáo đâu vâng đấy thì vâng. Là mọi người là cũng giống nhau mình đều là người Việt Nam vâng. Người khó khăn đau khổ thì ta đến thì nào hỗ trợ đỡ vâng cảm ơn các anh các chú ở nhà đây là vâng. Cái xe quan tâm cháu vâng thì cha cũng đề nghị cha cho nên cha kêu gọi mày ở bên mệnh thường quân mày ở bên Mỹ cơ và đó không có vâng. Cái xe vâng. Cái xe này mày nước Mỹ như này đấy vâng. Không phải xe Việt Nam đâu vâng cảm ơn các anh thì đã bán cho mình chúc cả cháu xe bên Mỹ đâu thì ạ Việt Nam nào chứ bà chăm con phải có vất vả không có vất vả thì vất vả vâng vất vả lắm vậy là cả ngày nó phải phục vụ cháu cơm nước rồi đi ngoài là phải đi bế cháu rồi các thứ rồi phải nâng đi nâng đất đấy này tức là mình sinh con ra mình cũng muốn con mình giống như con người ta đúng nhưng mà chả được con mình chả được giống vậy đúng rồi anh cũng thiệt thòi đúng thiệt thòi lắm tôi khi cũng tủi thân rất thiệt thòi mà tủi thân đúng rồi vâng thôi bà cố gắng vâng. Nhé vâng cảm ơn các ba cái nữa nha vâng cảm ơn vâng. Các nhà tài trợ từ Nga đến vậy còn các cháu vâng. Cháu bị xèo quá đúng rồi cứ sống với cháu không bao giờ mà cháu người tốt
đã phục vụ được cháu mà. Đó, ngồi đứa này. Thôi. Thì để lên đó là được nè. Không cần, cứ thôi, chỉ biết ơn được rồi. Lão chân, ngồi trên. Vâng, ngồi trên được ạ, ngồi đứa này các bạn. Đã cháu ngồi đứa là tốt rồi. Được rồi, đứa ngon lành rồi. Giờ cũng xem ngon rồi đấy. Ngồi dưới là tốt rồi. Ngồi tốt rồi, vâng, cảm ơn các bác nhá. Cảm ơn các bác, rồi giờ khuyên đá lên các cháu. Rồi khi mà dừng lại là phải quá. Vâng, đúng rồi. Nhà cũng dùng máy rồi còn. Dùng máy rồi. Dùng nhiều xe lắm rồi. Bây giờ thì... Vâng, thì tôi giới thiệu cho nó thì là mẹ có cái lời nào nói với cha với các sư không? Vâng, thì cảm ơn cha với các sư là với vậy anh em chị là thương đá đến mẹ con cháu này cho cháu cái xe là rất cảm ơn. Rất cảm ơn. Vâng, vâng. Thì cũng thấy con của bà cũng bệnh tật như vậy thì các cha các sư cũng thương lắm mà chẳng biết giúp làm sao. Chỉ có giúp được bằng cách là kêu gọi ân nhân rồi giúp cho cháu được cái xe lăn này nhé. Đây là xe lăn của hội xe lăn tình thương. Vâng. Ở bên Mỹ con bên Mỹ ở hội về cho cháu nhé. Cảm ơn bác Đức, cảm ơn các ân nhân của hội xe lăn tình thương đã hỗ trợ cho cháu cái xe lăn này. Và đây là bác trưởng thôn, nên được bác trưởng thôn đại diện. Anh nhìn phan cao biểu cao đi. Không nói được. Xin mời bác còn muốn đôi lại. Các mạnh thường quân. Trong này theo cái chương trình của các sư và nghĩ đến cái nhân ái cho nhân dân thì cái đó là những tay mặt thôn. Xin cảm ơn xin thầy trời cho các cháu cái xe và lấy cái gì lại. Vâng. Cảm ơn bác trưởng thôn. Chúc cho bà lúc nào cũng cứ phải. Hôm nay mày chả giơ tay lên nha, cảm ơn đấy các bạn. Cảm ơn. Các bác cứ về nhà về nước. Run tay cứ run nữa. Hôm nay không phải ngồi một chỗ đâu, cứ ngồi lấy cái xe này lấy lo rất là khắc đấy nhá. Giữ lâu nay là không thoải mái. Vâng, con cái chuyện là bình thường. Cái xe nó vận động được, cái xe cái cân này nó đỡ đạp đi. Vâng. Nó thẳng dọc đấy. Mà lâu nay là xe không có, này cứ đi lạc xe sát phụt, nên nữ người ta to đó. 12 năm nay giờ mới được cấp cái đó các bác ạ. 12 năm rồi, cấp từ năm 2009 đến 10 đến giờ đó. Mà giờ mới được gái là toàn phải đi xin xe. Vừa rồi là ông thông gia đến đây, ông cho mượn gái này, đang nhà này. Vậy, không ngờ đợt này vừa rồi với đây bị linh mục 12 năm rồi đó, chồng cái được gái đó. Vâng, nhưng mà cái này tốt lắm, cái này của Lâu Vĩ Hư đó. Cái này của Mỹ Hư đây, của Sơn Bình Sơn Nam. Là quân yên của Sơn Nam, của Sơn Nam, đúng rồi, kêu gọi lại đấy. Dạ, con cái thôi. Dạ, ta có một cái duy nhất. Cảm ơn các bác. Yêu tin cho em với ta. Cảm ơn các bác. Rồi. Nhớ lắm, nói tên thì nhớ lắm. Nhớ tên. Nhớ hết. Biết tên không? Biết. Lần sau đến là nhớ ngay. Hôm nay số điện thoại là nhớ luôn ý. Nhớ luôn cả điện thoại. Giỏi quá nhỉ. Rồi lắm. Hôm sau cha quay lại là nhớ cha Thường nhé. Vâng, nhớ cha Thường lắm. Rồi cha Thường nhé. Cảm ơn cha đây. Rồi. Cảm ơn cha Thường đã. Vâng, nói cảm ơn cha Thường nào. Cảm ơn. Ôi giỏi quá nhá, giỏi quá nhá. Rồi. Mời các bác ở nhà mình đứng đây. Hành trình yêu thương của Caritas Thanh Hóa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin quý vị hãy bấm vào nút đăng ký bên dưới video này và ấn vào nút chuông bên cạnh để chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.